tấm là hiền, cám là ác, mà tấm là đầu tiên, tấm là thứ hai, tấm là thứ hai, tấm là tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt là Lân Ngọc, ác là Lâm Vị Giặc, ác là Lâm Vị Giặc. Đúng luôn. À, xin mời bạn số 3, có mấy đứa con rồi? Trời ơi. Dạ, có ba đứa con. Ba đứa con. Ba đứa con. Ba đứa. Ba đứa là hai đứa con nhỏ với một con lớn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao chị hay quá vậy? Hai đứa con tên là Bánh Mì với Úp La gì đó đúng không ta? Bánh Mì Úp La. Rồi con lớn là anh Hứa Minh Đạt đúng không? Con lớn là anh Hứa Minh Đạt đúng không ta? Là Lâm A Giang. Trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay của người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy? Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, hãy đưa tay vào đầu anh đi. Sao như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ gì? Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng. Đây là lên làm rối đội hình luôn. Em chưa kịp nghe. Nhiệm vụ của vũ đoàn của chúng tôi là phân tán sự tập trung của Harry Won. Hồi ủa sao mà cái này không công bằng anh ơi. Tại vì hồi nãy Vương Anh tôi tới á là chỉ có một bạn thôi. Còn em thì sao chỉ có tới 4 người lần. Trời, chị là con gái. Gái chị phải đẹp, phải xinh. Ưu tiên phải lộng có lẫy. Có phụ họa hoành tráng cho chị. Trời. Chị hiểu không? Em nhưng mà em đang định tại vì em không có nghe rõ, xong rồi em muốn nghe rõ hơn thì gần xí cái là bạn kia nó dí luôn, em không có nghe được gì luôn á. Quá trời nãy giờ nghe quá trời nghe luôn. Nghe nhỏ xí xí á, bạn này hát không có hết cái lực của mình hát á. Hết lực em biết sao? Đúng dạ. Rồi, hết lực là chị hết biết lực rồi. Em biết sao? Ông mà hát kiểu như vậy chơi bơi như vậy thì em bị chơi thiệt đó. Cái phong cách ác vừa rồi. Dạ. Người ta gọi là phong cách ác thờ ơ. Thờ ơ. Đúng rồi, thờ ơ. Muốn hát không hát thôi. Ồ. Nhưng mà ơi. mình được trò chuyện mà. Dạ em hiểu, dạ. Nhưng em mà hiểu. Xin hỏi là mọi người có biết ai chưa? Với cái nhìn bên ngoài quá nhiều lông như thế này thì rất là khó nhìn ạ. Lông lên tới mặt luôn thì không thể nào nhận ra được. Nhưng mà cặp giò sao? Cặp giò cũng nhỏ nha. Có đụng là gãy không? Thon nha. Không, cái này đụng là gãy luôn mà gãy. Ồ. Cái guốc. Vậy cái guốc thôi. À, vậy thì cho Harry hỏi là bạn này chiều cao khoảng cỡ bao nhiêu ạ? Dạ chưa hỏi ạ, dạ chưa được hỏi ạ. Chưa được hỏi ạ, chưa tới lúc ạ. À, chưa tới lúc anh. Ngay bây giờ, thưa quý vị, khó khăn sẽ chồng chất cho Harry Won. Chúng ta chào đón nhân vật bí ẩn thứ tư. Yeah. Dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm dã dài. Giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi. Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi.
chân này nhỏ nha. Không còn gì để vấn vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Tình yêu như này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm, người hãy quên em đi. Wow, hay quá trời. Em bị hoang mang. Hoang mang gì? Không đoán được anh ơi. Dễ quá trời. Nghe giọng xong là em không đoán được. Dễ quá trời. Không dễ bởi vì chương trình đã sắp đặt đúng cho rồi. 4 dancer làm nhiễu. Không thiệt á, dancer này tối nó thiệt luôn á. Dancer tối mà em quạo luôn á. Không nha. Nhưng các bạn làm đúng đúng không anh? Hồi nãy cái vòng của Vương Anh Tú thật sự là dễ. Tại vì ba con trai với nhau mà. Dễ biết đó. Nhưng của chị là khó lắm nha, em có nhìn không ra nữa. Dễ là tại vì á, Vương Tú là nhạc sĩ, viết bài cho ai là biết cái tông giọng, biết cái màu. Mà sao em nghe hai người này là em không biết là ai luôn. Thật lòng á hả? Em nghe không biết là ai luôn. Thiệt á hả? Dạ. Hồi nãy chị nói hỏi chân đúng không? Thì bây giờ xác định nha, hai bộ đồ giống nhau như em với anh Tú cũng giống nhau hết. Ok. Nó chỉ thấy được từ đầu gối xuống đây thôi mà hai người này cả từ đó tới đây đều nhỏ hết. Đều nhỏ hết. Đúng. Đúng như là gãy liền. Đúng. Bây giờ em có thể hỏi luôn. Khoan, bình tĩnh. Hiện tại tất cả đây cũng đang hoang mang tột độ. Thì chúng ta sẽ mở mặt nạ để cho họ bớt hoang mang. Dạ. Mời vị trí số 3. Có rồi chị Harry ơi. Và vị trí số 4. Trời quá đất. Khó hơn luôn. Thôi không ổn rồi. Mời hỏi. Xin mời bạn số 3 có mấy đứa con rồi? Trời thôi. Dạ có 3 đứa con. Ba đứa con. Ba đứa là hai đứa con nhỏ với một con lớn đúng không? Đúng rồi. Sao chị hay quá vậy? Hai đứa con tên là Bánh Mì với ốp la gì đó đúng không ta? Bánh Mì ốp la. Rồi con lớn là anh Hứa Minh Đạt đúng không? Con lớn là anh Hứa Minh Đạt đúng không ta? Ôi gì vậy? Sao lại vậy? Trời ơi cái gì mà dễ gì được chị? Không có dễ gì được không chứ. Không có dễ dàng cuộc đời. Không có dễ dàng. Nghe màu giọng có giống không? Không, mình nghe kiểu vậy mình không đoán được luôn á, thiệt cho hoang mang quá. Hỏi tiếp. Hỏi gì gật đầu đó. Hỏi số 4. Bạn số 4 ơi. Dạ. Bạn số 4 tự giới thiệu về bản thân mình được không? Hỏi gì kỳ vậy? Hỏi chơi gì kỳ vậy? Trời ơi, sao chơi nữa. Em lấy chồng năm ngoái. Năm nay em mới có em bé. Và bé đó tên gì? Dạ, con em tên Baby. Tên Baby. 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 Dạ. Thì bạn là có cái gì mà liên quan tới Ngọc không? Dạ có, em có đóng phim nữa. Đóng phim? Dạ. Đóng phim chung với Trấn Thành chưa? Dạ rồi. Thế cái phim đó là tên gì? Dạ, Cú Lại Gió Bầu. Trời nó thật hết trơn thấy không? Chết rồi. Tại vì hai người đẹp nói thật hết nha. Tại vì hồi nãy em nghe là em nghĩ là chắc chắn là sẽ có thể là Lanh Ngọc. Nhưng mà Lanh Ngọc không có hát giọng đó. Cái này chương trình sẽ cáp lại nè. Lanh Ngọc thì hát cái giọng nó rất là đặc trưng riêng. Cho nên nghe cái là nó biết liền luôn. Khó nhờ. Khó. Bây giờ nãy nè chị coi chị thấy là người cao người thấp gì đúng không? Đúng rồi đó. Chị hỏi thử chiều cao đi. Khoanh vùng là người ta khoanh là vùng đi. Ở lĩnh vực nào? Đúng rồi. Bạn số ba ơi, bạn là cái nghề của bạn là gì? Dạ ca sĩ. Ca sĩ và thêm cái gì nữa? Nghệ sĩ múa lửa nữa hả? Múa lửa là chỉ có Lâm Vĩ Dạ thôi. Bây giờ cái gì mà nó độc đáo là chỉ có Lâm Vĩ Dạ làm được thôi. Gợi ý cho chị nữa nè, bạn này có thể là một PT phòng gym.
cơ thể rất là săn chắc luôn, có tập thể dục thường xuyên nha, cái bạn số 3 đó. What? Số 3 hả? Đúng. Mà hồi nãy nó là chân gầy mà. Ở dưới thôi chị, thường thường là ở dưới cái con gái nó nhỏ. Thì bây giờ thì đâu có thấy cái gì đâu mà biết là thấy cơ thể săn chắc. Em thấy rồi, em thấy được chút xíu rồi. Chị tin em đi. Hỏi tiếp. À, bạn số 4 ơi, à, bạn làm nghề gì? Dạ, nghề gì em cũng làm. Cái gì mà kiếm được tiền là làm hết đúng không? Dạ, đúng. À, bạn số 4 ơi, có thân với tôi không? Dạ, có. Em kế bên chị luôn, mà chị không có nhớ em. À, cái gì ta, thiệt luôn á. Trời ơi, em không biết được thiệt luôn á, em không đoán được luôn á. Dạ, gần chị lắm. Em chung đoàn xiếc với chị số 3. Chung đoàn xiếc với chị số 3. Chung đoàn xiếc với chung đoàn xiếc với Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ là chị có hai người. Vẫn quy định là Lâm Vĩ Dạ nha. Lâm Vĩ Dạ là chị có thân với Thiên Ngân hoặc là Lanh Ngọc thôi. Em thấy chị có hai người đó là duy nhất à. Tức là showbiz mình là chỉ có một Lâm Vĩ Dạ duy nhất. Quy định là bữa nay Lâm Vĩ Dạ phải tới đây cho tôi mới chịu. Nhưng mà anh thấy không, có một sự bất công với lại nhỏ bạn ở nhà của em. Nào nè, cái ác là Lâm Vĩ Dạ. Múa lửa, múa xiếc cũng Lâm Vĩ Dạ. Cái gì tào lao là Lâm Vĩ Dạ. Không được cao lắm cũng Lâm Vĩ Dạ. Ổ nghỉnh thiệt. Mà không, thiệt sự là như vậy. Tại vì ở ngoài đời mình gặp Harry nói rồi, những người xung quanh mình mà chỉ những người mà có con là chỉ có Lâm Vĩ Dạ thôi. Hỏi tiếp đi ạ. À, bạn số 3 có phải là Lâm Vĩ Dạ không? Dạ phải. Phải hả? Nhưng mà sao hỏi nãy nghe giọng Lâm Vĩ Dạ nó bị hư hư ta? Em giả giọng đó chị. Em trả lời vậy vừa lòng chị chưa? Cái cách ghẹo này cũng là chỉ có Lâm Vĩ Dạ thôi. Nhiều. Thế là sao? Cái giọng này bị sao mà chị nghĩ là vậy? Nói chung là cái gì mà xấu xa là Lâm Vĩ Dạ làm hơn. Bài ác, bài ác, bài ác. Trời ơi, thiệt á. Thương cho nhà bạn ghê. Này chị Dạ mà xem cái này chắc chị buồn lắm đấy. Không, Lâm Vĩ Dạ cũng không buồn, Lâm Vĩ Dạ rất là tự hào. Mình xây dựng hình ảnh rất là tốt, người ta cũng nhớ tới mình. Còn bạn số 4 là đang phân vân. Hồi nãy nhìn cái tướng hồi nãy là rõ ràng là Lanh Ngọc. Nhưng mà Lanh Ngọc thì lại không có hát cái giọng kia. Mà em đang nghi là có phải là giọng của Thúy Ngân hay không. Mà nghe giọng của Thúy Ngân thì nó có cái một cái chút đặc trưng của miền Tây hơn. Thúy Ngân đâu tới nào mà hát mà hay dữ vậy? Đúng, không, tại vì á Thúy Ngân em chưa nghe, nhưng mà Lan Ngọc là hát cũng nhiều khi đọc rap. Em nghe Buka hát chưa? Buka thì đỉnh của đỉnh rồi anh ạ. À, chung thầy thanh nhạc. Ủa chẳng lẽ Buka? Không, Buka sao thế được? Anh nói Buka chứ Thúy Ngân là chung thầy thanh nhạc. Mà Will chưa nghe Thúy Ngân thì cứ nghe Buka là ra. À dạ. Còn bây giờ bạn em bắt đầu khoanh vùng của bạn số 4, bạn là ai? Dạ. Số 3 là em quy định là Lâm Vĩ Dạ. Dạ, rồi là chắc em chắn rồi đó. Bây giờ trước sau gì cũng là Lâm Vĩ Dạ, em không biết. Em sống chết với Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi. Dạ. Vậy bây giờ số 4 em phải khoanh vùng ra là diễn viên hài hay là diễn viên điện ảnh. Dạ. Hay là dancer hay là người siêu mẫu hay là gì đó. Vâng. Ca sĩ. Vâng. Khoanh vùng, em hỏi khoanh vùng đi. À, bạn số 4 có phải là làm nghề người mẫu không? Dạ, không có làm, nhưng mà lâu lâu ai mời thì em mới làm. À, bạn số 4 có người yêu chưa? Dạ, em có chồng rồi mà chị. Là có chồng trên giấy tờ hay là bằng miệng thôi? Dạ, giấy tờ đàng hoàng, có con rồi mà trời. Thà em không hỏi xong em tự đoán nó còn dễ hơn là em hỏi xong rồi đó là không ra vấn đề gì luôn. Nhức não quá, người ta dắt mình đi xa quá. Dạ, nó quá xa luôn. Bây giờ nè, anh chỉ em một cái chiêu em hỏi nè. Dạ. Nếu em quy định số 3 là Vĩ Dạ. Dạ. Thì em phải hỏi là số 4 là có mối quan hệ gì với số 3? Mối quan hệ số 4 với số 3 là như thế nào số 4 ơi? Dạ là hot girl cầu Bình Lợi đó. Dạ, đồng nghiệp, chung đoàn xiếc. Chung đoàn xiếc? Dạ. Rất là dễ thương, kiểu như vậy thì chỉ có Lanh Ngọc thôi. Nhưng mà Lanh Ngọc thì hát đâu có giọng kia kia. Là không hay bằng hay là dở hơn hay là giọng màu khác? Giọng màu khác anh ơi. Lan Ngọc là em hay anh chị đi với anh chị không gì đấy. Màu nó rất thôi. Là tưng tưng, màu cực kỳ có gì đó tưng tưng. Bây giờ anh cho một cái gợi ý. Dạ. Số 4 rất cao. Số 4 rất cao. Vượt khỏi tầm diễn viên. Là cao hơn em hay là thấp hơn em? Hơn em chứ. Hơn em. Những người mà hơn em, Thúy Ngân. Thúy Ngân là hơn em á.
À, bạn số 4 không có thân với mình đúng không? Dạ, em có thân với chị mà. Chị quên em rồi. À, không có nghĩa những gì họ trả lời là sự thật. Dạ, 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 dạ. Thì bạn số 4 có biết nhà tôi ở đâu không? Dạ, có. Ở đâu? Dạ, nhà chị ở quận 1. Quận 1. Sai rồi. Đúng rồi, nhà của Harry Potter là quận 1. Đúng rồi, nhà lên báo mẹ. Ai cũng biết. Ủa thế à? Hả? Dạ, gần cầu Cam Mé. Hình như cũng không phải. Hình như luôn. Ô, không phải. Ôi, đúng rồi. Tại vì không phải luôn, không phải luôn, không liên quan luôn. Vậy là bạn số 4 là không phải bạn của em. Nhà cũ của chị ở Phan Xích Long. Ờ, cũng không phải luôn. Có thời gian chị ở quận 2 nữa. Ở quận 2 nữa hả? Ủa, vậy là chương trình mời bạn khác rồi chứ không phải mời bạn của em. Chương trình tưởng là bạn của người nào đó chứ không phải bạn của em. Bạn của em là không có nghĩa ở đây là những người thân với nhau. Có khi là cùng nghề, biết hết nhau. Biết nhau thôi à. Vậy là cũng không phải bạn của em. Số 3 là Lam Vĩ Dạ. Lam Vĩ Dạ Thúy Ngân. Em sẽ chọn là Thúy Ngân. Rồi, số 3 sẽ là Lam Vĩ Dạ. Trước sau gì, chết sống gì cũng là Lam Vĩ Dạ. Số 4. Số 4 là Thúy Ngân. Âm nhạc. Trời ơi, có nữa. Tình yêu là thế, đôi khi làm người say mê, đôi khi làm mình ngô nghê. Tin một người đến nỗi rơi lệ là thế. Khi ai chẳng cần biết nữa, khi ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh chung tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly cũng là lần cuối nghĩ suy. Hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vun vén, người hãy quên em đi. Mình chờ mong chín. Bạn kia là ai? Trời ơi, đây là thí cho em nói là trước sau gì vai xấu là tất cả là Lam Vĩ Dạ hết. Em mê Lam Vĩ Dạ lắm. Còn đây là ai? Bây giờ đây là ai? Trời ơi. Yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao mắt rơi lắng nghe dòng thời gian trôi. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi, vì đâu khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu. Chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu em nên xin anh cứ đi. Người hãy quên.
Harry Won đoán được Lam Vĩ Dạ nhưng không thể đoán được Hoa hậu Khánh Vân. Tức ghê chứ. Em cảm thấy chương trình rất là ưu ái cho chị Harry khi đưa ra những thông tin rất chính xác về em. Tức thiệt. Thôi chị chơi làm gì nữa. Chị lấy 20 triệu chị về đi, chị chơi làm gì. Dạ ơi, đau lắm. Đau lắm chứ. Vương Anh Tú mới ghé tay qua hỏi. Tại vì Tú với em bằng tuổi kêu. Ủa Will, dạ bằng tuổi mình á. Tôi kêu đúng rồi, kêu Diệp bỏ đó giờ tôi kêu bằng chị không. Nhưng mà cái em đau không phải là vì em thua, mà cái em đau là cái mà cái xấu xa, cái xấu xa, cái gian xảo. Chị quy định và chị rất chắc chắn luôn là chỉ có tôi là thương giả thôi. Sống chết thiệt sự luôn em. Tại vì em nhìn cái vô tình Vương Anh Tú hồi nãy nói là bánh mì, đưa cái bánh mì xong có bầu liền. Ồ đúng rồi, con trai tên là bánh mì mà. Xong cái em mới biết liền luôn.